Khung cảnh rất là đẹp nha quý vị. Cảnh hữu tình đáng đồng tiền. Ủa có con chim nè. Chim, sao vậy con? Sao? Sao mà con ngồi ở đây? Hả? Nhà con ở đâu? Nhà con ở đâu? Nhà con ở đâu? Trời ơi, nó bay mất chiêu rồi. Cảnh rất là đẹp luôn. Hoa mênh mông hoa luôn. Đó các bạn, hoa này là hoa gì nhé? Tôi đi lại cho các bạn coi. Đẹp chưa? Đẹp ghê chưa? Đó, nè. Quá trời nở luôn mẹ. Đó các bạn, hoa này là hoa gì? Đó các bạn, con này là con gì? Con này là con gì nè? Nó dạng lắm á. Mấy con ở đây nó không có bay. Nó dạng dữ dữ lắm. Cảnh này đẹp chưa? Quý vị thấy cảnh này có đẹp không? Cảnh đẹp quá quý vị ha. Không khí thì trong lành, nhiệt độ có 16 độ thôi. Rất là lãng mạn luôn. Đây nữa này, có một loài hoa nữa nè. Hoa này nhỏ xíu xíu nè. Đẹp chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.